Đấy, hôm nay con trai phụ mẹ này. Đấy, hôm nay phải tự phục vụ nha. This is snail. Ốc. Này phải rẻ hơn Costco rồi. Đá nồng cái sườn to khổng lồ. Ôi dồi ôi, cái nhà cho ong nó cưng dã man luôn á. 20 đồng và một cái chảo bằng iron luôn. Ôi cái màu đẹp nữa nha mọi người. Cưng chưa? Mình cũng không hiểu tại sao mà nhựa có thể nấu được lâu như thế nhá. Món này mới là cauliflower, là cái bánh súp lơ nha mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye. Xin chào mọi người, gia đình Phương đang đứng trước Lidl đây. Ôi gió quá. Ok, mình sẽ mời mọi người vào đi mua đồ ăn trong một tuần mới nha. Bây giờ bên này là chủ nhật đó mọi người ạ. Ok, mình sẽ mời mọi người vào trong. Mình xin nói xin mời. Xin mời. Đúng rồi, đi thôi. Hai anh em lại mỗi đứa một cái phần. Oh, wait for daddy, wait for daddy. Say cheese. Ok. Mẹ Phương phải đeo cái khẩu trang vào. Đấy, chạy đấy, mỗi đứa một xe đẩy. Ôi cái này là cái gì đây? Ô có cái lamb, đây là con cừu, sô-cô-la con cừu nha mọi người, 2.79 đồng, cưng ha. Đây là kẹo cho ngày Easter mọi người. Ui hoa nè mọi người. Lucy follow mommy. Hoa. Chị xin hoa nè mọi người. Ui hoa đẹp thế này, 7.99 đồng nè mọi người. Cái này little bush hả? So cute. Daddy look like a little bush, right? Look like ours. Yeah, I think that's a... That's kind of a bush. Yeah, I think that's a... how's it say? Azalea. Yeah, it is a bush, but... Oh, I don't know how they got this small bush to flower like that, but they did. Oh, đẹp quá, huh? We have those big ones in our yard. Yeah, 10 đồng. Cái này. Hoa đẹp quá, huh, mọi người? Có 7.99 đồng thôi. Đây là mấy cái bột nè, mọi người. Là mấy cái cục... này nó đã có mọc mầm rồi nè. Nên về mình chỉ cần cắm vào đất là nó mọc lên thôi. Oh. Có 3.49 đồng nha mọi người. Một bịch, nhưng mà bịch nó nhỏ hơn bên Costco đấy. Nhưng mà cũng là khá là nhiều nha mọi người. Ôi oh, bên này cũng nhiều lắm rồi. Hoa hồng nhỏ xíu xíu 4 đồng. Hoa lan 14.99 đồng. Này nhỏ xinh quá, 2.99 đồng mini succulent nè. Dễ thương. Is it tulip here daddy? Oh yeah, tulip. Beautiful. Hoa đẹp lắm luôn ấy. Hoa ở đây rẻ nha mọi người. Hoa này 8.99 đồng hoa hồng nè. Hoa ly nè. Trời hoa đẹp, ôi hoa tulip nổ đẹp chưa nè. 8.99 đồng. Trên đang hái ấy hay mấy cái hoa này cho mẹ Phương à. Mình mua cái hoa này đây, mình về mình cứ rắc lên trên cái chậu hoa là nó mọc thôi mọi người. Sunflower this year again. Sunflower. Yes, they're beautiful. Đấy, em trên nói đẹp lắm nè. I think I have some. I've just put under the dirt too. Okay. Có mấy cái bịch 2.79 đồng hoa đấy mọi người. Mình về mình chỉ cắm thôi, có hoa cúc luôn nè mọi người. Ok, mình sẽ đi sang hoa đồ ăn rồi. Đi ăn trái cây. Chanh mà nó không phải là số 9 đầu tiên nữa, không phải organic nha mọi người. Có số 9 đầu tiên là organic đấy. À, số 4 mấy là không phải organic đâu. Đi kiếm organic đi đây. Ok. Đấy, cam này, bực cam này có 5 đồng nhá. 4.69 đồng nè. Cam. Đấy, hôm nay con trai phụ mẹ nè. Yeah, green ones, yeah. Bố chép bảo mình thích ăn xoài mà nó hơi cứng cứng mọi người. Nó mới ngon, nó giòn ấy. Xoài hôm nay có 99 cent một quả nha mọi người. Đấy. Rồi, được rồi, 4 quả. Dưa lưới này, 3.49 đồng nhá. Còn cái dưa này, dưa gang là 2.89 đồng một pound. They're all very ripe there. So cái bịch mè này organic là 2.89 đồng của bơ nha mọi người. Cái nhỏ thôi, 4 quả.
Còn này loại mini thường avocados. Loại so thường á là chỉ có 2 đồng 39 thôi. You get 4 and this one you get 6, like, you get 6. Yeah, I just see 4 big ones here. Vào đây là organic rẻ lắm, rẻ rất là nhiều luôn á. Ê, củ sắn mọi người. Củ sắn này. Yuca đó, 1 đồng 78 nha mọi người. Cà chua cho Jayden nha. Jayden thích ăn cà chua. Lucy tự lấy quả cà chua để vào trong giỏ của em á. Cái gì muốn thích để vào giỏ. Này cà chua nhá, cà chua organic là 2 đồng 49. Còn loại mà không organic là 1 đồng 49. Vậy là 1 đồng hơn nha mọi người. Giỏi lắm. Do you have any apples? I've got some in the fridge, so I'd say skip the apples. Okay. Ủa bánh nào mọi người ơi. Bánh đã lắm, bánh là tươi hàng ngày á. Bánh mì baguette chỉ có 1 đồng 99 thôi nha mọi người. Đấy, cái bánh này là có 1 đồng 29 một cái. Rất là nhiều bánh nha mọi người. This one good. Do you want to try this? Get the bag please. Get the bag. Alright. And you get this tissue. And you pick it up and I open it for you. Yeah, right here, up here, I want that hazelnut. Bánh croissant mà là có hạt hazelnut đó mọi người. 1 đồng 29 nha, be careful. Okay. Do you want one for your breakfast tomorrow? You want you want that one or you want maple? A small one. And get one for Lucy. And one. Daddy wanna? No? But. 39 cent. Hôm nay phải tự phục vụ nha, tự học phục vụ ơi mọi người. Mua $3 được 4 cái bánh nha mọi người. Đấy, cô gái giỏi chưa này, hôm nay tự đi. Em mình mua bánh mì xong rồi mình để vào trong đây này, xong rồi họ cắt cho mình ấy mẹ. Mọi người cắt cái nhỏ nhỏ như này nè, dễ thương ha. You put in there and they cut it for you. Rất là tiện luôn á. Khoai lang là ở đây là bán organic 5 đồng 68 nha mọi người, còn loại thường là 2 đồng 89 một pound đó. Vậy là 3 đồng hơn là được ăn organic nha, cũng hơi mắc đó nhỉ. Ok. Wow. This is chocolate though. Oh. Too much sugar. Giỏi quá, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, trẻ cong mông. Trẻ cong mông stop nha. Oh, we need some, maybe you can make some a little bit stir fry up this day. Bên này gọi là beet mọi người, và hình như là mình gọi là củ, không biết là gọi là củ năng hay là củ gì ấy, mà nó màu tím như thế này mọi người này. Đấy, cái này ăn cực tốt nha mọi người, nó có hai loại là organic nè. Organic thì là 4 đồng 69, còn không phải organic là 3 đồng 99. Mình mua shiitake mushroom là 3 đồng 79 nhé. Brussels sprout nè mọi người, ăn cực tốt. Mình mua măng tây 1 đồng 89 này giảm giá mọi người rồi. Lucy cưng ghê, chạy à, ui rồi ôi giỏi quá. Nay sẽ chiều chủ nhật đấy mọi người ạ. Bây giờ 6 giờ mấy rồi đó. Đây là đi xem cá nè. Đang đồ biển nhá. Cá chép mà mọi người, tilapia 5 đồng 30. 4 đồng 55. Cá hồi Atlantic nè. 6 đồng 99 nhá. Nhà mình vẫn còn cá. Hai đứa kia đi đâu đấy? Đây mấy cái này giảm giá mọi người 30% off nè. Potato salad nè, 30% nó có 2 đồng mà. Cá hồi ấy này, họ smoke luôn nha mọi người. Sông khói, cá hồi sông khói 6 đồng 99. Ở đây có bán kim chi nha mọi người. Oh, this is authentic Korean kimchi nhá. Là hàng gốc mà, có loại cay nè, và loại hơi cay 6 đồng 49. Nó có cả crab luôn, look at daddy. Oh, I like this.
This is $20 for crab nha mọi người. Mà thịt cua đó, thịt cua 20 đồng. This is smoked. Sườn nó ướp hết cho mình là 11.25 nha mọi người. Cũng ngon nè, nhưng mà mình ăn rồi nó hơi ngọt. Làm sẵn này, taco nè, 8.59 nè. Sườn barbecue nè, 8.49 nè. Con gái qua đây với mommy phụ trợ cho tôi để đồ ăn. Hi. Đấy, có tôm này, tôm là loại họ ấy sẵn rồi này, họ luộc sẵn và loại chưa luộc thì nó khác giá nhau nhá. Luộc rồi 21, còn chưa luộc là 18. Nó sẽ như thế này nè. This one we call lobster tail. The frozen one. Có bán cua luôn này, cua này 24.97, còn có 2 hộp thôi nhá. Ốc mà, ốc là họ stuff nhà cho cái cheese vào ấy. Thật sự mình cũng không thích ăn ốc mà có cheese rồi đâu. This scallop. Scallop 10.99. Còn loại mà bắt ở biển này là 13.99. This is snail. Ốc. This is made in France. Follow me. Cái còn mussel meat nè. Rồi họ đã cook sẵn rồi mọi người. Đó, mình về mình luộc, mình là ấy lại thôi. Nấu với mì cũng ngon nè. Sản phẩm của Chile nhá. 4.99 thôi. Tôm nè mọi người, tôm nướng á. Của Lidl 6.99 đang giảm giá nè. Would you show me something? What is that? Show me. This is lobster. Đi qua đây, thịt heo à, xây sẵn là 4.29 nha mọi người. Còn thịt heo đây là 4.28. Một heo đó. Rồi một cái sườn heo là mọi người 3.88 một heo đó. Và một cái sườn khổng lồ này đi, còn có 9 đồng. Trời ơi, rẻ hơn Costco luôn mọi người. Này phải rẻ hơn Costco rồi. 8 đồng cái sườn to khổng lồ. Còn đây là heo, thịt heo mà chỉ là thịt không nha mọi người, 2.09 một pound. Đây chỉ có 7 đồng, sao rẻ thế? Siêu rẻ luôn á. Wait, wait for Jay, ok? Thịt bò này mọi người sau tuần này là màu vàng nha mọi người, rẻ lắm luôn á. Giảm giá này, bò này chỉ có 5.49 một. Giảm 30 cent nhá. Đó, có cái steak nè mọi người. Steak 19 đồng nè, 26 đồng. Cái này là filet mignon nha mọi người. Nấu súp á, 5.49 một pound nè. Cái bịch này là 6 đồng. Đó, trời ơi, thịt bò đây là giá phải chăng lắm luôn á. Thịt bò organic là 7.29 nè. Giá còn có chút xíu à. Đây là những cái hàng mà họ mới về nha mọi người. Mới về hàng tuần á. Đó, quá trời luôn, mình sẽ đi rất là nhanh nha. Nó bán mấy cái đôi dép mà đi dép làm vườn á, 7.99 à. Hai màu, màu xanh màu đỏ nhá. Nó bán cả ghế này, ghế ở đây chỉ có 16.99. Là ghế ở ngoài trời đấy. Có cái tent cho các bé chơi nè mọi người, dễ thương không? Như thế này nè. It's so cute. 70. Yeah. Follow me, đi ra đây. Che bàn cho vé ở ngoài trời này 5.99 nha mọi người. 10 cái như thế này là mọi người tiện ha. Mới về là 5 đồng nhá. Đèn á, LED. Ôi mấy cái hoa rẻ nè. Mà có đèn luôn nha. Hay chưa? Hoa 12.99. Yeah. That's bunny. Đấy, Happy Easter năm ngoái cũng mua ở đây trang trí mọi người. Cưng ha. 3.99. Xong cái treo này treo trước nhà luôn nè mọi người. Cưng ha. Đó, 2 đồng. Sữa almond, sữa hạnh nhân. Loại organic là 3.09. Và loại không organic là 2.39. Nên xin mình sẽ mua cái loại này. Nó không có ngọt đó mọi người. Cực tốt nha. Không ngọt, không đường. This is really cute luôn mọi người ơi. Này để trứng đó mọi người, trời ơi nó dễ thương chưa này. 3.99 thôi, trời ơi nó dễ thương quá luôn ấy. Is that cute cute cute? Cưng quá, để trứng á. It's for egg. Can put over here?
Yes. Ui dồi, anh Jayden vỗ chép chạy đến à. Jayden vừa lấy bị đau chân là phải chạy ra dán keo ấy vào chân. Băng keo vào. You see you put egg in here. Trời ơi, dễ thương cho mọi người ơi, hàng mới về nha, cast iron luôn á. Nó có hai màu nhá. Là màu hồng, ôi dồi, mình hai màu mình yêu thích nhất luôn nha mọi người, là màu hồng và màu xanh teal nè. Ôi đẹp quá, 30 thôi nha mọi người. Cái nồi á, cái nồi bằng gang nha mọi người. Trời ơi đẹp quá. 30. Cái này là để đồ nè. Để cái hot pot lên á. Để cái nồi niêu xong chảo lên cho nó đỡ nóng á. 7 đồng 99. Ôi ôi toàn là đồ đẹp thôi mọi người ơi. Cái này là để cái towel nha mọi người đấy. 9 đồng 99. Drying mat, mình rửa chén xong rồi để vào đây cho nó khô là 3 đồng 49. Ôi nó có mấy cái nhà chim nè mọi người ơi. Ô cái nhà là trồng bi chứ không phải là chim đâu. Cho ong á. Wow, that's really cool. Cho ong nha mọi người. Cho hai màu nè. Đó, xinh quá ha. Cái nhà cho ong nó cưng dã man luôn á. Nhà cho ong màu xanh và màu đỏ. Cưng ha. I never see the bee house it's before. For bees and insects. You know how like the bees are always like going around on our fence and stuff like by the back. This is really cool. I never seen that before. Mình chưa bao giờ nhìn thấy cái nhà cho con ong lần nào đó mọi người. Sản xuất quá. Hay quá ha. Red and green. Let's see, the design's a little bit different, but I don't know how. This one for a bird too. So nghĩa là cho nhà chim với nhà ong luôn nha mọi người. Hay quá ha. Tuyệt vời đó, chưa là thấy lần nào ấy. Cái này là mình kế mình trồng cây mọi người. Dễ thương ha. Họ làm sẵn cho mình rồi. Còn cái bằng gỗ nè. Giá là 20 thôi. Còn cái bằng gỗ thì là 40 nha mọi người. Gỗ đó. Còn này bằng kim loại là 20. Cool if they had one built sitting there so you can look at it. Yeah. Hard to imagine. Còn cái ghế gỗ luôn nè mọi người. Ghế ngoài trời 80 nhá. Wow, đẹp quá. Greenhouse. Oh, this is a greenhouse. It's a table we're planting. Oh, that's cool. Oh, I love it. I always have up in here. 20, 30. Dạng như cái là mình trồng cây vào trong đây nè mọi người. Giống như cái nhà xanh vậy ấy, nó có cái nắp luôn. Wow. Bằng nhựa nha mọi người. Để ngoài trời được. Họ bán cả cái túp lều luôn nha mọi người. Lều đó gọi là gazebo đó. 80 nhá. Look at the tiny. This is small gazebo daddy. Đấy cái nhà xanh là nhỏ xíu 60 nha mọi người. Nhà xanh đấy. Gọi là greenhouse. Còn đây là mấy cái đèn để ngoài ấy nè. Nó có 3 màu nè. Màu xanh, màu trắng và màu hồng và màu vàng nữa nha mọi người. 8 đồng. Đây có bói nón bảo hiểm nữa nha mọi người. Cho xe đạp á. Cho các bé là 17 đồng nha mọi người. Nó có rất là nhiều đồ cho đồ ngoài trời. Mọi người đi picnic rồi đi du lịch á. Này để cái này là cooler nè. Để mấy cái chai uống nước, uống bia đó. Đồ ngọt, đồ uống á. 20 đồng đấy. That's gun. Water gun. Súng bắn nước. Cái này là cái này mới nè. Cái này lạ là hay nè mọi người. Mình nhà mình có cái Nintendo mọi người. Đó mình để vào đây là nó vừa chạc nhé. Vừa chạc pin mà vừa treo lên cho nó gọn này. Hay quá ha. 13 đồng. Mấy đồ chơi này, cái swing nè mọi người. Và 40 nhá. Đây là toàn đồ chơi cho con nít thôi đó. Để basketball này, 35 đồng. Rồi cái đồ chơi children climbing, mấy các bé trèo lên đây này, 100 đồng nhá, nó bằng nhựa. Ôi, cái cân này mọi người ơi, cái cân 15 đồng nhìn như là cái miếng gỗ vậy á. Có máy xay thịt nè mọi người, 50 nhá, mới về luôn á. Đèn trang điểm là 15 đồng nhá. Đây có đèn nè, có đèn trong toilet là mới nè mọi người, buổi tối ấy. Cái này có ai trên Amazon có.
cái này cực kỳ cool nha, buổi tối mình không nhìn thấy á, mình cho cái đèn vào đây là đi về vệ sinh á mọi người, nó sáng lên rất là tiện nhá. Và nó có mấy cái hand chopper luôn mọi người, 8 đồng. Wow, this is nice. Đây là đồ grill là nướng ngoài trời nè mọi người, 3 trong 1 nhá, 50. Ở ngoài trời con chim ấy bằng năng lượng mặt trời nha mọi người, 7 đồng. Hay quá. Đấy, con chim màu trắng và con chim màu đỏ. Nó có rất là nhiều đồ trang trí ngoài trời nha mọi người. Này cũng là đèn nè. Buổi tối nó sáng như thế này là 10 đồng. Hey daddy, this is cool. Decorated outside. Yeah. This is the bird. And this is the water can. It's a water can, it looks like a house. Yeah, it looks like a house. Oh, this is the house. Oh, quá tuyệt vời luôn á, đẹp quá ha. Get a toilet brush with caddy. Là mình có thể lau cái bồn cầu tận ở dưới luôn nè mọi người. Mới về 8 đồng nha mọi người, tiện ha. Cái này mới nè. Push sweeper. Ôi, cái này là cái đấy, sẽ như thế này nè. 80 nha. Hút lá cây đấy. Ở ngoài trời luôn. Đây là máy bay này, máy bay cho các bé này. Máy bay chơi đấy. 10 đồng, nó có cả bộ quần áo ngủ luôn, có 3 màu nè, màu xám, màu xanh và màu cam. Điện này xinh quá, của Esmara, van của Lidl đó, 9.99 nhá. Có cả mấy cái ba lô này. Ba lô bằng vải nha mọi người. 20, màu xanh và màu hồng. Ồ, cũng cưng quá ha, dễ thương á. Rất là dễ thương luôn á. 20, có cái bao ấy nè, để đồ trang điểm hay gì đây nè. 80, 8 đồng. Cái này nó bán to màu container đó. Mình để đồ súp ăn vào trong đây nè mọi người. Hoặc là để mấy cái đồ ăn salad này nọ nè. Tiện ha mọi người ha. Mới về luôn 12 đồng. Anh chép giải thích nè. Cái này là toaster bag, là mình để bánh sandwich xong rồi mình nướng vào trong đây nha mọi người. Nướng vào trong đây xong rồi nó không bị cháy nha mọi người. Hay quá ha. 6 cái mà 2 đồng nha mọi người. Saucepan. Oh wow, look at this. Mấy cái pan bằng gang luôn nha mọi người. Hey, that, this is the real cast iron. A saucepan like this. 20 đồng. Và một cái chảo bằng iron luôn. Ôi cái màu đẹp nữa nha mọi người. Cưng chưa? 20 nhá. Đấy. Còn đây chảo gang nè mọi người. Trời ơi. Mọi người xài gang đi. Nó hay hơn là non-stick. Tại nó không có nhiều chất á. Mà nó last forever, là nó cả cuộc đời, là xài hết cả cuộc đời nó cũng không có bị hư đâu mọi người. Chảo gang á, cực kỳ tốt. Này có 2 màu nha, màu đen và màu cam, 35 đồng. What is that, Jenny? Is that your hat? Trên có cái nón mới. Có cái chicken egg roll, là đồ ăn này là nó về hàng tuần nha mọi người. Chả giò nè. 3 đồng 55. Lên giá rồi đó mọi người. Ui, cái squid là mực nè mọi người ơi. Là calamari đó. Là 7 đồng 99 này. Xem nó bao nhiêu, 7.99, giá quá rẻ luôn. Cái loại nó cắt cái loại to hơn hoặc là nguyên một con nhỏ như thế này, có hai loại nha, đều 7.99 hết nha. Đó, con này đây là cái mà nó cắt sẵn rồi đó. Ôi nhìn ngon thế, 7.99 là quá rẻ luôn á. Mình mua này về ăn thử nha mọi người. Mọi người món mới về luôn nè mọi người, seafood nha, là gồm có càng cua đấy. Ôi, snow là càng tuyết luôn nha mọi người. Có tôm luôn nha. Đấy, cái này ngon lắm rồi. Mini eclairs, very good. Mời bố chép mua cho mấy em ăn, ăn cực ngon nha mọi người. Cái này mới nè mọi người. Can you open it? I want to show what they have in here. Cái này mới về nha mọi người. Gồm có tôm này, có cua này, có mussel là hến hay sò ấy nhỉ? Hến à.
chỉ có 23.99 thôi, giá rất phải chăng luôn đó. Rồi ăn rất là ngon á, đồ của Thái á. Đồ của Thái ăn khỏi chê rồi, tôm cuộn dừa nè mọi người. Ăn rất ngon. Giá chỉ có 5.99 thôi. Còn món mới nữa nè mọi người, nó tên là Lobster Coil and Arm. Là cái mì mà có thêm cái càng tôm hùm ấy. 12.99. Pizza mà là có 4 mùi phô mai cộng với cả quả sung. Sẽ như thế này nè mọi người. Lạ ha. Có 4 đồng thôi. Cái này mới về nè. Là bằng tre và để đồ điện thoại này nọ về trong cái bồn tắm mình nè. Tiện lợi cho mọi người. Đấy. Lãng mạn đấy, lãng mạn đấy. 20 nha mọi người. Đấy đồ mới về nè mọi người. Mấy cái đầm polo đấy. Có 3 màu nhá. Navy, màu xanh và màu hồng. Giá thì có 12 đồng, rất rẻ luôn. Còn cái áo nó có mới về, áo 3 màu nè mọi người. Trắng, đen và tím nha. Chỉ có 5 đồng thôi nha mọi người. Cái đầm này 15 đồng nha mọi người. Mới về. Với cả cái châm sút này luôn mọi người. Đó. Quần áo liền luôn á, 15 đồng luôn. Này là đồ Easter nè mọi người. Toàn là sô-cô-la thôi á. Dầu xả hạnh nhân. Ôi, hay nhỉ. Keo xịt tóc của Pantene là 5.97 nè. Nó có đồ của L'Oreal nè mọi người. Chống nhăn nè mọi người. Dưỡng ẩm chống nhăn trên 55 nè. Trên 55 tuổi mọi người. 10 đồng 12 á, rẻ quá ha. Đó, mặt nạ 5.99 nè. Ồ, mấy cái này là đồ sản xuất của By Lidl nhá. Hay quá ha. Không biết luôn nha mọi người. Mình nấu ăn mình cái này là slow cooker, là mình nấu cả 4-5 tiếng đồng hồ ấy. Họ có cái liner là cái đồ bằng cái bịch bằng nhựa mà nấu. Mình cũng không hiểu tại sao mà nhựa có thể nấu được lâu như thế nhá. Trời ơi, không biết nó có tốt không, không biết nha. 2 đồng. I mean, the only way I would do it is if I was like camping and there was only way to cook was to boil some plastic. Cái này liner này mình nói thiệt là get your sponge out and do a little scrubbing. Yeah, bằng nhựa mà họ nói là dễ dàng lau chùi, nhưng mà thật sự là họ ghi là PPA free, nhưng mà thật sự mình nghĩ là nhựa sẽ không bao giờ tốt. Không hiểu tại sao mà họ có nhiều sự hướng sáng tạo rất là hay quá ha. Nên mình sẽ không bao giờ dùng cái loại nhựa như thế này đâu. Bố chép nói là cái dầu bơ này mọi người, nói organic 6.75 ở đây nha mọi người. Giá cực tốt mà bố chép bảo y chang như này mà bên Whole Foods bán 12 đồng. Ở đây có 6 đồng. Đó, cauliflower nè mọi người. They do have... This one good. Got some carbs. Món này mới là cauliflower, là cái bánh súp lơ nha mọi người. Bánh súp lơ trắng ấy. Và tại vì anh chồng của mình đang ăn chế độ giảm cân low carb đó mọi người. Nên là ăn cái này thay carb nha mọi người. Đó, có cheese ở trong. Chế độ keto ăn được nha mọi người. Mới là mà coconut chip nè. Là mứt dừa của mình nha mọi người. Có đường caramel trong đây nhá, 2 đồng nha mọi người, mới về đấy. Let's go check out Lucy. Lucy nói let's go check out. Trời ơi, rất là tiếc luôn á. Mấy cái arugula nè mọi người. Mấy cái rau này organic mà nó vàng hết rồi mọi người ơi. Tiếc ha. Lucy say bye bye Lido. Bye bye Lido. Oh, bye bye Lido. Okay, mình đi về. Bye bye Lido Cats. Yo, bye bye Lido Cats. Lucy nói tạm biệt cái xe đẩy của em đấy. Em đi về. Ủa, cưng quá. Mọi người ơi, Phương đã về tới nhà rồi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem những gì mình mua hôm nay nhá. Đây là những món Phương mua hôm nay đây mọi người ạ. À, thật ra là chủ yếu là rau củ thôi. Còn đây là bánh cho các bé nè. Còn rau củ là organic nè. Là đồ hữu cơ nè. Rau spinach nè. Rồi dưa leo. Và cái rau này không biết mình gọi tiếng Việt là gì, mình không biết. Nhưng mà tiếng Anh nó gọi là baby arugula mọi người. Là organic. Rồi cà chua organic. Asparagus organic. Nói chung là những cái đồ organic ở đây nó sẽ rẻ nha mọi người. Nó rẻ y chang Aldi thôi. Cũng trứng cũng organic. Và mình ăn tôm, chả giò, thịt gà với sữa almond organic. Rồi cái organic oatmeal là cái ngũ cốc của mọi người. Và mình mua ít mực để vì lâu lâu mình lười nấu ăn á, hấp ăn luôn.
cộng thêm là mình mua cái cân, tại vì cái cân nhà mình nó cũng cũ rồi nên là mình mua cái cân mới. Với cả cái mới đặc biệt là cái bánh phô mai mà là làm từ súp lơ trắng nha mọi người. Đây là dành cho những người ăn kiêng chế độ keto, mọi người keto đấy. Cái này xinh xinh nè, nó chuẩn bị cho Easter đó, là mấy bé nó thích cho trứng, đi tìm trứng mọi người. Cộng thêm là cái này là của bố chép là ăn almond, là cái hạnh nhân ấy, hạnh nhân mà nó sấy rồi ấy, mà không có muối ấy. Đấy, ở đây là những món đấy, tất cả là chỉ thế thôi. À, mình mua cái này ăn thử xem thế nào. Đây là cái ốc thôi, muscle meat, là mình ăn, mình nấu với mì hoặc là ăn không cũng được. Thế thôi, mình cũng không mua thịt đâu, không chưa mua thịt cá tại vì mình vẫn còn thịt với cá. Nên là đây là đồ ăn trong một tuần đó mọi người. Em Lucy là vừa rồi đang lái xe là em Lucy buồn ngủ quá mọi người ạ. Em Lucy ngủ rồi nên là bây giờ em Jayden thay mặt chào ông bà cô chú, chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Bây giờ em Jayden nói ông bà cô chú. Con chào tạm biệt ông bà cô chú. Con chào. Con chào tạm biệt ông bà cô chú. Bye. Ok, cảm ơn ông bà cô chú đã theo dõi video của gia đình nhà Phương và hẹn mọi người trong những video tiếp theo nhé. Nếu là mọi người thích video của gia đình nhà con thì nhớ ấn nút thích nha. Ok, bye bye.